ống sang chảnh và quy trình môi giới mại dâm cho mỹ nhân hạng A. Trên mạng xã hội, Lê Hoàng Long, tụ ống môi giới bán dâm với giá 15.000 USD để mỗi lượt vừa bị cục cảnh sát hình sự bắt giữ. Có cuộc sống sang chảnh với những hình ảnh thường xuyên đi du lịch, mua những món đồ hàng hiệu cùng với thú chơi Biric Christian. Các đại gia muốn vui vẻ với mỹ nhân phải trải qua quy trình kiểm tra độ uy tín và chịu chơi của tụ ông trẻ tuổi này. Tín đồ thời trang hàng hiệu. Lê Hoàng Long, sinh năm 1991, quê thành phố Hải Phòng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội môi giới mại dâm liên quan đến đường dây mại dâm trong giới showbiz, với giá lên tới hàng chục nghìn USD mỗi lượt. Theo tìm hiểu của phóng viên, Long chưa lập gia đình cũng như chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi học xong ở Hải Phòng, đối tượng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Không lâu sau đó, Long bước chân vào con đường showbiz, làm quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý đại diện cho một vài nghệ sĩ nước ngoài khi họ hoạt động tại Việt Nam. Đối tượng này còn được biết đến là một fashionista, tín đồ thời trang khá nổi tiếng, được mời tham dự các sự kiện quảng cáo thương hiệu trong và ngoài nước. Trên trang cá nhân của đối tượng cũng thường xuyên công khai đăng tải các hình ảnh bản thân theo phong cách sang chảnh, sử dụng đồ hiệu đắt tiền và đi du lịch tại nước ngoài. Tại căn hộ hạng sang của Long còn có những chú Biric, một món đồ chơi được sản xuất bởi công ty Nhật Bản Medicom Toy, được cho là rất đắt tiền. Ăn nhẹ trước khi mua dâm cũng mất 10 đến 15 triệu. Giữa năm 2022, sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo tài liệu điều tra, Long hoạt động môi giới mua bán dâm trên phạm vi toàn quốc dưới hình thức qua đêm, đi tour nhiều ngày và trong tay là các cô gái bán dâm cao cấp thuộc hàng mỹ nhân. Hoạt động môi giới mua bán dâm được đối tượng khép kín và hết sức tinh vi trên nguyên tắc có sự bảo lãnh, quen biết giới thiệu và dì tay nhau bằng mật khẩu chứ không quảng cáo theo kiểu đại trà. Cụ thể, khi có khách đặt nhu cầu mua bán dâm, Long điều tra kỹ nhân thân của họ bằng nhiều cách như tiếp cận qua những mối quan hệ trong showbiz để đảm bảo an toàn. Sau đó, Long gửi profile, thông tin các cô gái bán dâm bằng cách tìm kiếm các đường link bài viết về họ trên mạng cho khách chọn, rồi mới bố trí thời gian để hai bên gặp nhau. Có trường hợp, đối tượng tổ chức cho khách ăn uống cùng các cô gái tại bữa tiệc có giá 10 đến 15 triệu đồng nhằm tạo không khí nhẹ nhàng để làm quen rồi mới đi vui vẻ. Vui vẻ tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Theo một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát Hình sự, khó khăn trong công tác điều tra là các đối tượng thường vui vẻ ở khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng hạng sang và nhắm tới những khách hàng là đại gia, người chịu chi tiền. Đối tượng bán dâm thường là các người đẹp tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội, hot girl, hot TikTok, với giá có thể lên đến hàng chục nghìn USD mỗi lượt. Sau một thời gian tổ chức điều tra, cuối tháng 8 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn cao cấp ở quận 1. Họ được Lê Hoàng Long môi giới mua bán dâm. Hai cô gái bán dâm T, H và T. Đây là celeb hạng A, diễn viên, ca sĩ, MC, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc và có thể nói là khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Sau khi bị bắt giữ, Long khai nhận tiền khách mua dâm chuyển, đối tượng chỉ trả hai người đẹp H và T số tiền 60 triệu đồng mỗi người, còn lại gần 600 triệu đồng Long hưởng chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, đối tượng Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ lời khai của Lê Hoàng Long và xử lý các đối tượng liên quan. Năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới mại dâm giá 18.000 đến 30.000 USD do đối tượng Lục Triều Vĩ, 27 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu. Vĩ tiếp xúc giới showbiz, làm quen với các người mẫu, diễn viên thường hẹn hò với các đại gia với giá cả chục nghìn USD. Sau thời gian chơi chung, Vĩ đứng ra bắt mối các cô này phục vụ những doanh nhân nhiều tiền mà đối tượng quen biết. Tuy nhiên, Vĩ có mánh khóe tìm những cô gái có vẻ ngoài giống các diễn viên điện ảnh, hoa hậu rồi giới thiệu với các đại gia để nâng giá bán dâm. Lục Triều Vĩ, từ mẫu vô danh, bị đại gia gạ tình đến tụ ông đường dây mại dâm 30.000 USD. Ngày 13 tháng 7 năm 2020,